Tự nhiên chui vô đó gì vậy? Ngu luôn. Vậy đi cho vận động. Vậy nó mới vận động được. Nó tiêu hao cục mỡ được. Coi chừng lực, coi chừng nghẹt thở, lấy nó ra đi anh. Không nghẹt được, nó chui được. Stupid. Stupid girl. Đó nè. Cái khúc mà chui ra. Nó không chui nữa, nó khôn rồi. Nó khôn rồi anh ơi.